Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, sáng nay Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 cùng đoàn công tác đã về thăm chúc Tết tại Ninh Bình. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị. Thăm chúc Tết tại tỉnh ủy, đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã thông tin nhanh về tình hình công tác quân sự, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân khu, ghi nhận những kết quả quan trọng mà Ninh Bình đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu trong lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Ninh Bình sẽ đạt những thành tựu cao hơn nữa, tiếp tục hỗ trợ Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đón Tết vui tươi, an toàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã thông tin đến đoàn những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2021. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình trong nhiều năm qua. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Thiếu tướng Hà Tất Đạt và gia đình sức khỏe, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để Ninh Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thiếu tướng Hà Tất Đạt và đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nghe báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2021, theo đó trong năm với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ đón xuân Nhâm Dần vui tươi an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội. Thiếu tướng Hà Tất Đạt đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần đặc biệt quan tâm triển khai tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu quốc phòng quân sự địa phương năm 2022, tiếp tục đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, phòng chống cháy nổ cho hệ thống kho tàng vũ khí. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tạo điều kiện cho bộ đội đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ vào dịp đầu xuân vui tươi, hiệu quả, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã tới kiểm tra công tác báo động sẵn sàng chiến đấu của đại đội trinh sát thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong tình huống bảo vệ mục tiêu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận đánh giá cao công tác chỉ đạo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, công tác triển khai lực lượng, phương tiện, luyện tập phương án, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.